Rồi, hello anh em nhé. Lời đầu tiên thì cho cửa hàng xe máy Phương Nam mình xin được kính chào quý khách. Đó thì tiếp tục hôm nay lại lên giới thiệu cho anh em một chiếc 67 SS50 anh em nhé. Đó, trước khi vào phần giới thiệu chưa tả chi tiết thì mình xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng cho anh em mình biết này. Địa chỉ cửa hàng mình thì là một số 14 đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương anh em nhé. Đó, như vào phần tựa đề mình đã nói rồi, đây là một chiếc 67 SS50. Đó, con này thì đang còn khá là đẹp luôn nha anh em nhé. Đó, có vô cho thêm cho anh em một cây bô vắt luôn rồi này. Đó, bô vắt lên anh em nhé. Đó, đầu lòng thì khô ráo sạch sẽ, máy móc khô ráo sạch sẽ, mọi chức năng thì hoạt động đầy đủ cả. Đó, con này thì được mang biển số thành phố anh em nhé, 58XA3247. Đó, xe đang còn rất là đẹp luôn nha anh em nhé. Đó, có vô thêm cho anh em một cặp cuộc rất là xịn sò luôn này. Đó, lốp gai đang còn rất là dày luôn nha anh em. Đó, máy móc thì bao thì thầm cho anh em luôn. Đó, bây giờ mình sẽ test cho anh em mình nghe luôn này. Dòng này thì nó chỉ có đạp chứ không có đề nha anh em nhé. Đó, máy móc rất là êm luôn. Đó, mọi chức năng còi đèn bình xi nhan hoạt động đầy đủ hết anh em nhé. Đây, cửa hàng mình thì còn rất là nhiều xe luôn nha anh em. Có mua bán trao đổi, có ship xe tất cả các tỉnh, có hỗ trợ anh em trả góp qua ngân hàng và qua cửa hàng luôn. Đó, xe dưới 20 triệu anh em không cần đưa trước cũng có thể lấy được xe về nha anh em nhé. Đó, cửa hàng mình đây còn rất là nhiều xe luôn này anh em. Đó, anh em nào ưng con xe nào ở xa chỉ cần cọc cho mình một phần tiền thôi. Đó, mình nhận cọc rồi, mình ship xe đến tận nơi, nhận được xe là thanh toán lốt số tiền còn lại ở nhà xe. Đó, anh em nào có thắc mắc xe nào thì nhắn tin qua số Zalo cho mình là 0385524849 anh em nhé. Đó, một lần nữa xin chào, hẹn gặp lại anh em ở